Xin chào mọi người, mình tên là Chí. Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến kênh YouTube của Chí Kinh. Hôm nay mình muốn review cho mọi người một lô đất nằm ngay đường Gò Ngựa, xã Vĩnh Thạnh. Đây, sau lưng là lô đất mình muốn giới thiệu mọi người. Đây, mình sẽ đi vào lô đất để cho anh chị tham khảo ạ. Lô góc này, lô góc hai mặt tiền nhé. Diện tích lô đất là 105 m², với chiều ngang là 7,5 m và chiều dài là 14 m. Lô góc hai mặt tiền, đường bây giờ hiện trạng là 4 m với hai mặt tiền là mặt tiền chính là hướng này là hướng tây nam. Còn hướng bề ngang là 7,5 m là hướng tây bắc. Với diện tích tổng là 105 m², gia chủ muốn ra giá là 16 triệu trên 1 m². Diện tích lô đất tổng cộng là 1.680.000.000, có thương lượng bất nhẹ, bất lộc nhé mọi người. Vị thế lô đất này là cách đường 23 tháng 10 là 750 m, cách chợ ga, trường học về trạm y tế của Vĩnh Thạnh rất gần, khoảng 200 m. Cách 200 m là trường học Lương Thế Vinh. Hiện trạng của lô đất này là rất là nhiều nhà kiên cố đang xây dựng xung quanh ạ. Khu dân cư đông đúc, hiền hòa. Rồi. Lô đất, lô góc hai mặt tiền rất đẹp. Giờ bây giờ mình sẽ quay cái đường đi từ lô đất ra tới quốc lộ cho mọi người xem nhé.